Kính thưa quý vị, chỉ còn một hơi thở, em vẫn còn yêu tà áo dài. Chiếc áo quê hương khắp muôn phương. Chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Cõi Mộng Tuyệt Vời, sáng tác lời Hữu Ý Minh Trang, nhạc Sơn Đặng, Hòa Âm Music Sài Gòn, Bốn Phương, Pen. Đặc biệt, nhạc phẩm này được phổ trong một giai điệu rất là du dương, nhẹ nhàng, giai điệu blue, pha lẫn với jazz, và càng du dương hơn khi được trình bày bởi một giọng hát. Rất mới, rất ngọt ngào, nữ ca sĩ Ngọc Hà thực hiện, nhà thiết kế áo dài Minh Trang Tramani và quay hình tại phim trường Hải Đăng Live Music Sài Gòn, quận 10. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến cùng quý vị. Anh ơi, mình cùng nhau biết
đời còn gì hơn khi ta cùng chung bước cuộc sống này.